Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người những cái dòng loa bên em đang có chương trình xả kho giá cực kỳ là tốt cho mọi người luôn ha. Trước mặt mọi người thì em có rất là nhiều những dòng loa điện, và quý vị hãy xem hết video cùng xem em giới thiệu và báo giá để mọi người lựa chọn cho mình những cái dòng loa nào mà nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng cũng như cái giá tiền mình bỏ ra ha. Ở đây em có những dòng loa này, bát 40 đôi, một súp 50, hai loa full, đó dòng cực kỳ là chuyên nghiệp cho mọi người luôn ha. Rồi tiếp theo em sẽ có cho mọi người này, hai bát 40, hai loa full, dòng giá tầm trung đó. Và bên em sẽ có những cái dòng loa tủ mà không có loa full, ở đây em có dòng này bát đôi 40 đó, bát đôi 50, đầy đủ hết cho mọi người ha. Thì mọi người cùng xem hết video và lựa chọn cho mình những cái dòng loa nào nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng cũng như là cái giá tiền để mình bỏ ra. Và hiện tại em đang review cho mọi người những cái dòng loa giá rẻ tại một kho lớn của bên em. Kho này có địa chỉ là ở An Phú, Thuận An, Bình Dương, mọi người nhìn trong video ha. Đó, cực kỳ là lớn. Bên em là một cái kho phân phối chuyên chỉ lẻ, phân phối các thiết bị âm thanh cũng như là loa kéo công suất lớn, loa kéo điện, đầy đủ hết cho mọi người ha. Đó. Rồi, thì ngoài ra bên em còn có ba kho. Kho Hà Nội, kho Thanh Hóa, kho Nghệ An. Em có ghim địa chỉ dưới màn hình. Thì anh chị nào mà ở gần những kho đó thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc tới kho bên em rồi xem cho mình trực tiếp và lựa chọn cho mình những dòng loa nào nó phù hợp. Đó, rồi bên em sẽ có hỗ trợ giao hàng về tới tận nhà quý vị. Còn đối với những anh chị nào ở xa thì cái hình thức mua hàng thì cực kỳ là đơn giản luôn. Đó, anh chị cứ liên hệ theo số hotline em có để trên màn hình ha. Bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình cho quý vị, chốt đơn cho quý vị. Và khi bên em ship hàng tới tận nhà quý vị thì quý vị sẽ được miễn phí giao hàng tới tận nhà luôn. Đó, quý vị không cần cọc trước, cứ liên hệ trực tiếp theo số hotline bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý vị ha. Rồi. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người. Em sẽ chia ra video của em sẽ chia ra 3 phần ha. Phần đầu tiên, em sẽ giới thiệu về cái cấu tạo và cấu hình của con loa. Phần thứ hai em sẽ là báo giá ha, mọi người cùng xem phần thứ hai. Tới phần thứ hai thì em sẽ báo giá cho mọi người cùng tham khảo chi tiết hết. Và phần cuối thì em sẽ test cho mọi người nghe một đoạn nhạc chiến chất âm của những cái dòng loa mà em đang giới thiệu ở đây. Rồi. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho mọi người một dàn là loa nhạc sống, loa kéo điện chuyên nghiệp ha. Dòng này thì nó được đến từ thương hiệu Asahi. Đây. Thương hiệu Asahi thì quý vị cũng biết rồi, một cái thương hiệu thì cực kỳ nổi tiếng trên thị trường 2023. Đó. Về thương hiệu của này thì chuyên sản xuất và phân phối âm thanh cho tất cả những cái nước Đông Nam Á. Thì khi quý vị sở hữu những dòng loa này thì quý vị sẽ được trải nghiệm một cái chất lượng âm thanh và một cái thương hiệu thì cực kỳ là lớn cho mọi người ha. Rồi, về cái cấu hình của con loa này á, thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho mọi người này. Con loa này nó được trang bị cho mình một thùng gỗ nhập khẩu ha, nhập khẩu từ Malaysia. Cho ra một cái độ bền cũng như một cái chất âm thì cực kỳ là hay. Bên trong thì có đi bông tiêu âm mọi người nhá. Đó, mọi người cùng thấy rồi ha. Phần dưới con loa này thì nó được trang bị cho mình là một cái tụ máy cũng như là một cái phần loa súp và loa loa đôi bên dưới. Phần trên thì nó cộng hưởng thêm cho mình một giải tần âm thanh. Đó, cho ra một tiếng ca nó bổ trợ tiếng lời karaoke cực kỳ hay. Bên này thì nó trang bị cho mình là hai cặp full này, mọi người thấy ha. Đó. Rồi. Về cấu hình chi tiết bên trong này thì con loa này nó được trang bị cho mình những cái cấu hình như sau. Đầu tiên nó được trang bị cho mình là một súp 50 ha. Con loa bát này thì bát chuyên đánh súp và cấu hình của nó thì cực kỳ là lớn mọi người ha. Côn 100 từ 2.2 cho ra một cái chất âm trầm thì cực kỳ là hầm hố mọi người nhá. Rồi hai bên này thì nó trang bị cho mình là hai quả bát 40. Đó, côn 75 luôn mọi người nhá. Cho ra một cái chất âm thì cực kỳ là hay, cực kỳ là sáng mọi người ha. Rồi trên con loa thì trang bị cho mình này hai họng chép đại ha. Chép này là chép đại, là chép 450 cho ra một cái hiệu năng chép thì cực kỳ là vang, cực kỳ là xa. Đó, cực kỳ là xịn sò cho mọi người luôn ha. Rồi trên này thì trang bị cho mình phần trên này thì bên hãng người ta có trang bị cho mình là cộng hưởng thêm một cái giải tần loa lời cho nó, cho ra một cái chất âm nó hay hơn, hát karaoke nó hay hơn. Ở đây thì nó trang bị cho mình mà hai quả là full 30. Đó, đi có đi cho mình này là một cặp loa full 30, còn bên trên là một chép 450 chép lớn cho mọi người ha. Hai bên là hai con. Đó. Rồi, mic thì con loa này được trang bị cho mình là một cặp mic sân khấu mọi người nhá. Đây, mic sân khấu bằng kim loại này. Đó. Cái mic này thì là mic chọn lọc của hãng, đó chuyên dùng cho những cái dàn sân khấu. Khi bên em sẽ ráp vào cho mọi người tích hợp trên một cái dàn chuyên nghiệp này luôn. Thì khi mọi người sở hữu một con mic này thì mọi người yên tâm về cái chất âm của nó đánh ra ha. Chống hú cực kỳ là tốt này. Đó, bắt sóng cực kỳ là xa này, cho ra một cái tiếng thì cực kỳ là chuyên nghiệp ha. Có vượt đầy đủ hết cho mọi người luôn. Đó. Rồi, về con loa này thì trang bị thêm cho mình một cái nắp đậy chống chỉnh mọi người nha. Đó, mọi người khi không sử dụng mọi người có thể khóa lại để chống người ta chỉnh ha. Rồi, cấu hình chi tiết về cái dàn máy thì con loa này nó được trang bị cho mình là ba thớt. Đầu tiên nó được trang bị cho mình là một mén đẩy 4 kênh đến từ thương hiệu Asahi, có tem chống hàng giả cho mọi người luôn ha. Đó, chạy cho mình là một cái men này là chạy cho mình là 48 sò, cho ra một cái hiệu năng và một cái công năng thì cực kỳ là lớn. Đó, nó sẽ là chi phối được hết tất cả những con loa vệ tinh cũng như là những con loa súp, con loa bass cho mọi người ha. Cho ra một cái chất âm nó hay hơn. Và đặc biệt nó có một cái súp 50 đây, có một cái súp 50 này thì cho ra một cái chất âm trầm, đó tiếng bass cực kỳ là hay, đó cực kỳ uy lực.
Phần trên con loa nó được trang bị cho mình là một bộ đầu thú mic UHF ha, đến từ thương hiệu Asahi này, có mã số đèn led đàng hoàng cho mọi người ha. 4 sóng cho ra một chất âm thì cực kỳ là hay. Có màn hình hiển thị 2 cây. Rồi bên trên này nó được trang bị cho mình là một bộ vang cơ lai số 8 chế độ mọi người ha. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8. Mọi người thích hát chế độ nào thì mọi người có thể bấm nút lên nút xuống để theo cái chế độ đó mình hát. Ngoài ra thì con vang này có đầy đủ hết những cái tính năng và những cái chức năng cho mọi người sử dụng ha. Chế độ được cổng kết nối có đầy đủ hết cho mọi người. Và bên em đã cắn chỉnh hết cho mọi người rồi. Khi mọi người mua về thì mọi người chỉ cần điều chỉnh hai nút này. Đây là nút music, tổng âm lượng của nhạc và tổng âm lượng của mic, thì mọi người chỉ cần điều chỉnh hai nút này mọi người có thể sử dụng bình thường rồi. Tất cả bên em đã set up và cài đặt hết cho mọi người đó ha. Đó. Rồi, em sẽ chuyển sang mã thứ hai. Mã này có mã modem là PA4 ha. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu sang cái dòng sản phẩm giá tầm trung cho mọi người ha. Đó, mọi người cùng xem tới phần thứ hai thì em sẽ báo giá cho mọi người, tại vì em sẽ giới thiệu xong sản phẩm em mới báo giá sau. Đó, quý vị có thể là chờ đợi em báo giá của phần tiếp theo ha. Ở đây thì em sẽ có cho mọi người một cái mẫu 4 tấc ha, 4 tấc đôi. Model của con loa này thì có tên là PA12 mọi người nhé, PA12. Rồi về phần kết cấu tạo của con loa này thì trang bị cho mình một thùng gỗ nhập khẩu từ Malaysia này, cho ra một cái chất lượng thùng thì cực kỳ là xịn sò, cực kỳ là dày, đó, chất âm cực kỳ là hay. Trang bị cho mình một cái nắp đậy chống chỉnh giới này, đó. Và phần cấu hình bên trong thì con loa này nó được trang bị cho mình là hai quả bát 40 mọi người nhé, hai bên là hai quả bát 40. Bên trong có đi phân tần xử lý ra những cái đường tiếng bát, đường chép thì cực kỳ là hay cho mọi người nhé. Đó, có đi côn 75 cho mọi người luôn, đó, âm lượng thì cực kỳ là lớn. Rồi, bên trên thì trang bị cho mình là hai quả là full 30 mọi người nhá. Cấu hình của là full này thì đi côn 65 từ 7 này, chép 450 này, đó, hai bên là hai cái quả. Rồi, về phần phụ kiện thì trang bị cho mình một cặp mic sân khấu ha. Mic sân khấu là cầm vừa chắc tay này, vừa đẹp này. Hát cực kỳ là hay. Đó, mic sân khấu hai chọn lọc. Còn về phần cấu hình những cái dàn âm thanh này thì nó trang bị cho mình là một máy đậy 4 kênh 48 sò mọi người nhá. 4 kênh 48 sò lớn cho mọi người luôn. Cho ra một cái hiệu năng và công năng nó cực kỳ là hay. Trang bị cho mình một đầu thu mic UHF 46 đầy đủ hết chức năng cho mọi người luôn. Và trang bị thêm cho mình là một bộ vi xử lý âm thanh. Con này thì có tên là vang cơ lai số, có đầy đủ hết chế độ, đầy đủ hết các cổng kết nối và những cái tính năng sử dụng thì đều có và đều mới nhất cho mọi người luôn ha. Đó. Thì nó cũng như tương tự như những con loa PA4 thôi, nó sẽ có hai nút căn chỉnh đơn giản thôi. Tổng của nhạc, tổng của mic thôi. Còn những nút này thì bên em căn chỉnh hết cho mọi người rồi trong quá trình sử dụng. Nếu mọi người mà cảm thấy nó có chưa có ok hay chưa có nghe cho sướng hay là chưa hài lòng thì cứ liên hệ trực tiếp theo số hotline của bên em, có được bộ phận kỹ thuật người ta sẽ hỗ trợ trực tiếp cho mọi người ha. Đó. Rồi, em sẽ chuyển sang mã thứ hai. Mã này thì có tên là CD18. Con loa này thì là con 2 bát 50. Về phần thiết kế thì trang bị cho mình một thùng gỗ nhập khẩu đến từ Malaysia, cực kỳ là dày, đó, cực kỳ là chuyên nghiệp cho mọi người luôn ha. Đó, cực kỳ là xịn sò, chống bong tróc, chống nước cực kỳ là bền. Đó. Rồi phần cấu hình bên trong thì con loa này nó đi cho mình là hai quả bát 50, có đi côn 65 từ 1.7, cực kỳ là lớn cho mọi người luôn ha. Đó. Rồi, bên trên thì trang bị cho mình là hai bên là hai quả chép kèn này, chép này là chép 450, cho ra một cái đường tiếng chép thì cực kỳ là sáng, cực kỳ là hay. Bên trong con loa thì bên hãng có trang bị cho mình là hai bộ phân tần cho mọi người rồi, xử lý là hai đường tiếng cho mọi người rồi ha. Đó, cho nên là khi mọi người mua hàng thì mọi người yên tâm về cái chất lượng âm thanh cũng như là cái công suất của nó đánh ra. Hai bát 50 mọi người biết rồi thì loa là cực kỳ là lớn rồi. Đó, bình thường hai bát 40 mọi người thấy cực kỳ là lớn đúng không? Hai bát 50 này nó còn lớn hơn hai bát 40 rất là nhiều. Đó, mọi người mua hàng mọi người yên tâm về cái chất âm của nó đánh ra ha. Rồi, dàn máy thì trang bị cho mình là ba thớt. Đầu tiên nó sẽ trang bị cho mình là một men đẩy hai kênh, chạy 24 sò lớn và chạy nguồn class H, cho ra một cái hiệu năng và công năng nó mượt mà hơn ha, nó êm dịu hơn. Đó, công suất cực kỳ là lớn mọi người nhá. Hai kênh riêng biệt cho mọi người luôn này. Rồi, bên trên nó đang trang bị cho mình thêm là một đầu thu mic UHF, hàng này là hàng chính hãng ha. Đến từ Asahi và được là chọn lọc, hãng chọn lọc và lắp vào cho mình, tích hợp vào một cái bộ phận loa kéo cho mình luôn. Rồi. Ở trên cùng trang bị cho mình thêm một bộ vang cơ lai số ha. Đó, em vừa giới thiệu qua nó y chang như những cái dòng loa cao cấp bên kia. Đó, con này thì có đầy đủ hết chức năng cho mọi người sử dụng rồi ha. Rồi, em sẽ chuyển qua mã cuối cùng. Mã này thì có mã sản phẩm là CP22 mọi người nhá. CP22, con loa này là con loa nhỏ hơn, 4 tấc đôi. Về cấu hình, về cái cấu tạo thì nó được trang bị cho mình một thùng gỗ nhập khẩu Malaysia này, cho ra một chất liệu thì cực kỳ là ok cho mọi người nhá. Cấu hình thì nó đi cho mình là hai quả bát 40. Đó, đi côn 75 từ 1.7, cho ra một cái hiệu năng và một cái công suất cực kỳ là lớn cho mọi người nhá. Bên trên trang bị cho mình là hai chép 450. Chép này là chép đại mọi người nhá. Đó. Rồi, về dàn máy thì trang bị cho mình này, một men đẩy hai kênh 24 sò lớn, chạy nguồn class H, cho ra một hiệu năng và công năng nó cực kỳ là mượt mà cho mọi người nhá. Bên trên trang bị cho mình là một đầu thu mic UHF 4 sóng đến từ thương hiệu Asahi, hàng chọn lọc của hãng mọi người nhá, mic sân khấu. Đó, trên cùng thì nó được trang bị cho mình một bộ vang cơ đời mới. Bộ vang cơ này thì nó sẽ là tích hợp tự động hóa tất cả cho mọi người rồi. Mọi người mua về thì mọi người chỉ cần căn chỉnh ba nút này. Đó, bên em sẽ có nút âm lượng tổng của nhạc, âm lượng tổng của mic và kết hợp một cái âm lượng tiếng vang gọi là effect tiếng vang của mic ở giữa mọi người nhá. Đó. Rồi. Và bây giờ em sẽ báo giá chi tiết cho mọi người nhá.
em sẽ báo giá chi tiết cho mọi người những cái dòng loa mà em đang vừa giới thiệu xong. Đầu tiên em sẽ báo cái dòng rẻ nhất tới dòng cao nhất. Rồi, mã sản phẩm đầu tiên là CP22. Dòng này thì hiện tại kho bên em đang có chương trình sale giảm giá đặc biệt. Giá bên em phân phối chỉ còn là 13.700.000 thôi mọi người nhá. 13.700.000 thì quý vị có thể sở hữu cho mình một dàn loa kéo điện chuyên nghiệp. Đó, một siêu phẩm 4 tấc đôi, cực kỳ là xịn sò, cực kỳ là đẹp đẽ luôn mọi người nhá. Đó, chỉ với giá 13.700.000 thì quý vị có thể sở hữu cho mình một dòng loa bát đôi 40. Rồi, và bên em đang có chương trình là báo ship tận nhà quý vị luôn. Quý vị mua hàng thì bên em sẽ hỗ trợ giao hàng miễn phí về tới tận nhà. Khi mua hàng thì quý vị không cần cọc trước, bên em sẽ ship hàng tới tận nhà quý vị. Và quý vị được quyền kiểm tra hàng, thử hàng, test hàng, ok quý vị mới thanh toán quý vị nhá. Đó. Rồi, chuyển mã sản phẩm thứ hai, em sẽ báo giá chi tiết hơn. Mã sản phẩm này là CD18 và bên em đang có giá phân phối tại kho là 15.800.000. Nếu quý vị mua hàng thì bên em còn có chương trình là miễn phí ship về hàng về tại nhà quý vị nhá. Đó, khi quý vị mua hàng thì bên em giao tới tận nhà, kiểm tra hàng, hát thử, ok mới thanh toán. Trường hợp bên em giao tới hàng không ok, quý vị không ý, quý vị có quyền hàng hoàn trả lại đơn hàng cho bên em và sẽ không mất bất kỳ một khoản chi phí nào ha. Rồi, em sẽ chuyển sang mã thứ ba. Model sản phẩm là CP22, đó, 4 tấc đôi 2 full. Mã sản phẩm này thì hiện tại bên em đang phân phối giá tại kho là 21.500.000. Thì trong video hôm nay nếu anh chị nào mua hàng thì bên em có hỗ trợ giao hàng về tới tận nhà với giá là 21.500.000 tại kho luôn. Đó, cực kỳ là ưu đãi cho mọi người ha. Rồi, em chuyển sang mã thứ tư. Mã thứ tư là mã sản phẩm là CPA4 mọi người nhá. Con loa này thì là một cái dàn nhạc sống cực kỳ là chuyên nghiệp cho mọi người rồi. Đó, mọi người sở hữu những cái dòng này thì nó đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu đông người, nhu cầu đám đình này, đó, tổ chức những cái hội nghị, đó, những cái lớn mọi người đáp ứng được tất cả, ok mọi người nhá. Thì hiện tại con loa này bên em đang phân phối tại kho này, xỉ cũng như lẻ nữa ha. Đó, giá là 29.500.000. 29.500.000. Đó, nếu anh chị nào mà quan tâm dòng sản phẩm công suất lớn này, mua về để hát gia đình cũng như là cho thuê thì bên em có hỗ trợ là miễn phí giao hàng về tới tận nhà quý vị nhá. Miễn phí giao hàng về tới tận nhà luôn. Kiểm tra hàng ok, hát thử, ok, loa hay loa lớn thì quý vị mới thanh toán tiền. Đó. Thì ngoài ra bên em còn rất là nhiều những dòng sản phẩm trong kho mà em chưa có review hết cho mọi người. Thì anh chị nào mà chưa có xem hết được thì cứ bấm vào kênh của em. Rồi trong kênh của em thì rất là nhiều những dòng sản phẩm bên em đang có giá cực kỳ là tốt review đó. Rồi. Và sau đây em sẽ test cho mọi người nghe một đoạn nhạc trên chất âm của dòng loa PA4 giá 29.500.000. Mọi người nhá, mọi người cùng lắng nghe.